Nước này đang ngon nha cô Bảy. Dạ. À thiếu tiền lâu quá không trả gì. Được rồi. Bà ơi. Nghe. Gì vậy? Gì vậy? Lát nữa đem tiền qua cô Bảy của cộng sổ rồi trả cho tôi nha. Biết rồi. Thái độ gì vậy? Nói chuyện với chồng mà nói chuyện vậy đó hả? Có điện thoại cho mượn nghe coi. Thoại đâu? Cái điện thoại tôi nó hư rồi. Và cho mượn gọi cuộc coi. Nè. Cái gì? Bà dằn mâm sáng chế nghe vậy? Hả? Thì đưa cái gì đâu mà dằn dằn. Bà đập đầu tôi luôn nè. Hả? Vô nha. Quá trời của đất à. Ủa anh ơi không uống tiếp hả? Con nhìn uống lỡ dở là không biết của ba con nữa. Ủa, sao biết hay vậy? Ba con hay vậy hay bỏ mướn. Hay quá ha. Ê nghe nè. Dạ. Hình như là gia đình của con hình như là đang có cái vấn đề gì đó. Dạ đâu có. Nhà con không có gì hết á. Không. Ba má kìa. Đó. Ba má con hả? Không. Ba má con đâu có chuyện gì đâu. Trời ơi đừng có giấu tôi mà. Tôi biết chắc là có chuyện gì bất ổn trong gia đình nè. Trời nước đâu đây? Ủa, bà về đó hả? Ủa, thấy chưa, hớt hớt, hãi thấy chưa. Có chuyện gì không? Nói cho Bảy nghe coi. Bảy nói con nghe, con đừng có giấu. Ở cả cái xóm này nè, từng tuổi này nè, Bảy có biết bao nhiêu là kinh nghiệm. Ta nói con ruồi nó bay qua là Bảy nhìn thôi nghe. Nó xa thiệt là xa một chỗ chấm thôi. Mà Bảy biết đó là con ruồi đực hay là con ruồi cái. Thì ta biết chắc chắn ở nhà có chuyện gì đó. Thì Bảy nghĩ vậy thì coi như là có chuyện đi. Thấy chưa, chối đi chưa. Thấy là biết là có chuyện rồi à. Chuyện gì nói cho Bảy nghe coi. Thấy căng lắm. Không, nói chung là cũng không có căng. Căng. Ý là vậy nè. Là ba má con kiểu cũng có tuổi rồi. Thế giống như là ngủ thì bây giờ hai người không có ngủ chung được. Tại vì một người thì ngủ đêm rất là ngon nhưng mà dậy sớm lắm. Còn người thì tối ngủ không được, thức tới sáng. Đó bởi vậy bây giờ ngủ chung thì khó ngủ nên là tách ra ngủ riêng có mấy ngày à. Con nghĩ là hồi nào ổn ổn đi rồi ngủ lại có gì đâu. Sao ổn được, cái tính ra là dậy rồi làm sao mà ổn được. Không, hồi nào ổn là ngủ chung lại được. Tại giờ hai người đi trị bệnh rồi. Trị bệnh? Ừ. Tôi hỏi bà này. Vợ chồng già với nhau lý do gì mà tại sao không ngủ chung mà trước đó còn ngủ chung bây giờ lại không ngủ chung? Tôi nghĩ là chắc chắn là có chuyện gì. Ôi đoán tới đoán lui làm gì, chính mắt tôi thấy nè bà ơi. Tôi thấy bà Thục Trinh á, bà đi nè ra tiệm thuốc, bà mua thuốc. Biết bệnh gì không? Bệnh gì? Bệnh phụ nữ. Bệnh phụ nữ. Thấy chưa, tôi đoán đâu có sai đâu. Trời ơi tội nghiệp bà quá. Ít dù gì thì bây giờ là bà cũng đã trên 50 rồi. Tiền mãn đó. Thôi. Gì á? Ủa mà nói chuyện kỳ quá. Gì kỳ? Ai biết cái tuổi đó là vậy. Nhưng mà mình đừng nói ra. Thứ nhất là mình hơi bị buồn nhục nhục tới mình. Cái thứ hai là nói ra những từ đó là không có đẹp. Trời đất ơi, thì lớn rồi ai phụ nữ nào không về cái vụ đó. Bây giờ bà nói bà muốn tôi dùng cái từ gì cho đẹp. Thì mình dùng cái từ gì cho trở về tuổi thơ đó. Thí dụ như là thôi mình thống nhất đi, mai mốt hay đụng chạm được chữ đó thì mình nói là tiền mãn nhảy dây đi là biết liền. Ồ vậy đó. Tiền mãn nhảy dây đi đó. Mà rồi bây giờ ví dụ tiền mãn nhảy dây rồi cái hai vợ chồng bị vậy rồi sao ngủ chung với chồng được đó. Rồi khổ ghê luôn vậy đó. Hey, mà đâu có được. Vợ chồng với nhau đáng lẽ từng tuổi này rồi á là đầu ấp tay gối. Ủa? Phải cùng nhau nè, là ngủ với nhau nè, để tâm sự nè, hủ hỉ nè, chia sẻ vui buồn lẫn nhau nè. Bây giờ người nằm bên đây người nằm bên nọ thì làm sao, lạnh ghê lắm. Đúng rồi, ta nói rồi, thí dụ đó là một hai ngày, còn lâu dài nữa thì sao, tình cảm nó sẽ từ từ nó thưa dần rồi tới lúc tanh bành té bẹ. Tanh bành té bẹ là sao? Ý bà nói là trước sau gì họ cũng ly thân ly hôn hả? Thì đó, cái chữ đó nó tới gần bây giờ có nè. Có cái ngày đó hả? Có ngày đó luôn. Ký đơn rồi. Cái gì? Chờ ngày ra tòa thôi. Ủa trời ơi, sao dĩ miếng lẹ vậy? Mắt con thấy luôn. Lẹ vậy? Nè nghe có luôn nha. Nhưng mà bây giờ lấn cấn lên chỗ tài sản nhà cửa chia sao nè. Rồi con cái chia sao nè. Đứa nào đi theo ai nè. Cái nhà cửa nó không có quan trọng. Nhà cửa là bây giờ cưa đôi thôi. Quan trọng là lấn cấn đứa con đó. Con đúng không? Bây giờ con là đứa nào phải theo ai nè? Theo Thục Trinh hay là theo là thôi, bây giờ theo tôi, tại con Hạnh là dâu của tôi, nó theo tôi thôi, con đứa một thôi. Đúng rồi. Cái chuyện này đúng thật sự. Ê, tội nghiệp quá ha. Tội nghiệp bà Trinh quá, coi như là gia đạo bất hòa. Bởi tôi nói thà lỡ không như tôi đi.
hay lấy chồng làm gì đó, vợ chồng đó vui đó đó, rồi cũng ly hôn trước mặt mình luôn đó, thấy chưa? Thôi nhưng mà em nói nghe nè, cái chuyện nào thì nó cũng phải như nhà ai nấy sáng, nó quán nhà ai nấy tỏ. Hôm bữa nè, chính mắt em thấy Thục Chinh cầm cái viết nè. Mày mới sao vậy? Vậy hả? Trời ơi, đau khổ quá ha. Tại vì đau đớn cái ký đơn như vậy, hiểu không? Rồi rồi, giật lại coi. Thôi giật xấu quá. Ê, khoan. Bà có thấy gì lớn cấn đây không? Cái gì lớn cấn? Lớn cấn gì? Gì chị hai? Ê. Gì? Sao tự nhiên? Để tao quay qua tao thấy hai đứa từ trong nhà ra. Ủa, nghĩa qua nhà Diễm Kiều chi vậy? Gì vậy? Làm gì? Em nhờ chính Nghĩa vô rồi sửa đồ. Dạ sửa đồ thôi. Sửa đồ. Cái gì? Bóng đèn. Hả? Ủa sửa cái gì mà lộn xộn đi, sửa cái gì? Bóng đèn. Bóng nước. Ê không cùng khớp nghe. Bây giờ tôi hỏi lần nữa là sửa cái gì? Bóng nước là bóng đèn nước. Cái gì mà càng ngày càng huyết càng đi xa đó, bây giờ tóm lại là sửa cái gì? Thôi sửa gì kệ người ta đi trời ơi. Hàng xóm gì đâu mà nhiều chuyện quá trời à. Chuyện người ta sửa gì cũng hỏi nữa, mệt quá, đi về đi. Đúng rồi, có chuyện gì đâu. Về đi. Về thôi. Ôi mệt quá trời. Chuyện hàng xóm. Ủa sao vậy? Quên. Xuống rồi. Sụn lộn lạ nha. Ba má, trời ơi, ba má, cái gì vậy? Cái gì mà la ung sùm trời đất vậy? Con nhỏ này riết rồi, cái thái độ gì kỳ cục, cái gì vậy? Trời, cái chuyện quan trọng vậy sao ba má giấu con? Cái chuyện gì quan trọng hả? Chuyện gì? Bà ngồi đây. Trời, cái chuyện động trời vậy sao ba má giấu con được vậy? Chuyện gì? Chuyện gì mà động trời? Thì ba má ly dị.